Chiều ngày 15, mục sư Park Su đã có cuộc gặp với một trong những rabbi tối cao của Israel, Jonah Mecher tại Tel Aviv. Rabbi Jonah là một trong những người ôn hòa và cởi mở trong số các rabbi. Rabbi Jonah sau khi được giới thiệu về mục sư Park Su, người đang hoạt động trên toàn thế giới và viết nhiều đầu sách tín ngưỡng, ông đã vui vẻ chấp nhận cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại một địa điểm cổ xưa gần ga tàu ven biển, nơi có lịch sử sâu sắc của Tel Aviv, cửa ngõ ra vào của các mặt hàng Israel và nước ngoài. Mục sư Park Su đã làm chứng về việc gặp được Chúa vào thời điểm nghèo đói và làm thế nào đã nhận được sự cứu rỗi thông qua kinh thánh để giải thích về cách dân của lễ trục tội. Do đó, Rabi cũng đồng cảm với lời làm chứng và giải thích của mục sư về cách dâng của lễ. Tại sao con chiên hai con dê lại phải chết thay tội lỗi của chúng ta? Ngoài ra, mục sư đã giải thích về việc làm thế nào mà môi xe đã nhận bảng luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong khi chờ các món ăn được bày ra, Rabi đã hỏi về các thành viên của dàn hợp sướng cùng tháp tùng mục sư Park và đã giới thiệu về dàn hợp sướng và đã chọn bài hát. Dàn hợp sướng đã hát một bài hát tiếng Hebrew và hát đồng giao Hàn Quốc bằng tiếng Hàn. Trong khi ăn, mục sư đã giới thiệu về giáo dục tinh thần và mời Rabi đến chương trình Cám trại Thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 7. Rabi đã hỏi chi tiết về chương trình cắm trại Thế giới là chương trình như thế nào và nói rằng ông muốn tham dự. Ngoài ra, Rabi cũng đã giới thiệu thứ năm ngày 17 tới là lễ Furim trong câu chuyện kinh thánh ECT, một trong những lễ hội thú vị nhất ở Israel. Và khi mục sư Park trả lời rằng, tôi biết rất rõ, Rabi đã rất ngạc nhiên và hỏi lại, làm sao mục sư biết được điều đó? Mục sư Park trả lời, được biết thông qua kinh thánh. Và mục sư dự định tổ chức buổi lễ hòa nhạc kỷ niệm lễ Furim vào tối hôm đó, thì Rabi lại một lần nữa hết sức ngạc nhiên. Sau bữa ăn, mục sư Park đã giải thích về ngôi lời, để luật pháp vào hòm bằng chứng và đậy nắp lại, mục sư Park đã hỏi Rabbi về lý do tại sao Chúa lại để luật pháp vào hòm bằng chứng và đậy nắp lại. Rabbi nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy đoạn kinh thánh này và xác nhận lại bằng kinh thánh Hebrew, sau đó Rabbi đã hỏi lại lý do. Mục sư Park Su đã giải thích rằng hãy đậy nắp hòm bằng chứng lại và để vào trong đó bảng luật pháp thì làm thế nào để đặt vào? Hãy xem kỹ nhé, như thế này. Chúa không muốn người dân Israel nhìn thấy luật pháp và muốn để họ không nhìn thấy được. Vì vậy, Chúa đã phán rằng hãy đậy nắp hòm bằng chứng vào, sau khi đậy vào mới đặt hòm luật pháp vào trong và đóng lại ngay. Chúa muốn ban ơn cho chúng ta vì đã không giữ được luật pháp. Tuy nhiên, dân Israel vẫn không giữ được, họ đã bị rủa xả và hủy diệt trên toàn thế giới. Vì thế cho nên, Chúa phán rằng hãy xây dựng một giao ước mới. Này những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah. Luật hiện là luật của sự tội và sự chết, vì thế cần lập một luật mới. Vì vậy, Chúa mong muốn con người nói cảm tạ Chúa. Con không thể giữ được luật pháp, xin hãy thương xót cho con, xin hãy tha thứ cho con, xin hãy ban sự nhân từ cho con. Nếu đưa ra phán xét bởi luật pháp thì tất cả chúng ta đều bị ruột xả nên Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Vì vậy, nếu con người nói rằng không thể giữ được luật pháp của Chúa, thì sẽ nhận được sự thương xót. Nhưng vì nói rằng giữ được, nên Chúa đã ban sự ruột xả và sự chết. Vì để không tiếp tục như vậy nữa, Chúa mới xây dựng một giao ước mới. Nhờ giao ước mới đó, nhiều luật mới mà chúng ta đã nhận được sự thương xót của Chúa. Sau khi mục sư giải thích xong, Rabbi đã rất vui mừng và nói rằng, đúng vậy, tôi đồng ý. Ông nói rằng ông muốn có thêm thời gian để nói về kinh thánh như thế này nữa ở Hàn Quốc hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới. Cuộc gặp gỡ với mục sư Park đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Mục sư là một người đặc biệt. Mục sư biết rất nhiều điều và rất khôn ngoan. Tôi rất vui mừng khi có thể ngồi chuyện nói cùng với mục sư, học về kinh thánh và chia sẻ những ý tưởng, giáo dục liên quan đến tương lai. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sau này gặp mục sư thêm một lần nữa và có thể tiếp tục mối nhân duyên sâu sắc này. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Israel. Tôi hy vọng cuộc gặp tiếp theo sẽ là ở Seoul hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới. Rabizona sau đó, Rabbi đã trao thư cảm ơn về chuyến thăm Israel của mục sư Park Uzu. Rabbi người coi trọng luật pháp đã nhận được sự vui mừng và có thêm hy vọng qua giao lưu trong tương lai sau khi phát hiện chính xác tấm lòng của Chúa được tỏ ra trong Kinh Thánh Cựu Ước.